bạn chắc yêu thời thơ ấu. Tuy có lúc cách rời nhưng cảm tình nồng hậu vẫn không phai, thì nhận xét của trả lời anh chỉ có sống trường gian vô
đi lo lắng về để làm cảnh sát để được yên thân và gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng nên thiếu thì một bề hình lòng tôi để bước nghe tờ giá thăng. Cảm ơn người Lan Hương vừa làm việc giáo giờ quý vị anh ở đây và theo sự cầu kính sáu bình an vừa đời vừa hát tặng cho anh chị sáu một bài.